Thưa quý vị, mật ong ngoài bổ dưỡng còn là dược liệu giúp cải thiện tốt cho sức khỏe. Chính vì thế mà mật ong nguyên chất rất là quý hiếm. Để có thêm nguồn mật phục vụ cho đời sống, nên nghề nuôi ong lấy mật bắt đầu phổ biến. Và ở Cồn Sơn có một nơi phục vụ khách đến tham quan và trải nghiệm thu hoạch mật ong. Thu hoạch mật ong thì rất là thú vị nha Việt Nam, tại vì Cúc Vi cũng đã từng có một cái cuộc trải nghiệm khi mà thu hoạch những cái kẹo ong để mà lấy mật. Và bây giờ thì mời quý khán giả cùng Cúc Vi trải nghiệm thu hoạch mật ong tại Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Cồn Sơn được biết đến với những vườn du lịch sinh thái, nhiều loại cây ăn trái quanh năm. Nắm bắt được lợi thế đó, anh Hồ Công Minh thử nghiệm và nuôi loài ong ý lấy mật. Anh Minh cho chúng hút mật những nhụy qua như qua nhãn chôm chôm. Sau thời gian nuôi, anh nhận thấy loài ong này lành tính, ít đốt người, nên anh mạnh dạn cho khách tham quan và trải nghiệm thực tế. Cồn Sơn của mình thì mình khai thác vào cái mùa từ tháng 2 cho tới tháng 5 âm lịch á. Dạ. Thì cái mùa đó bông nhãn lại bông chôm nó sẽ thay nhau, nó dạ. nở hoa. Thì cái lúc mà khi nở hoa thì mật nó sẽ nhiều quá. Ong này chỉ hút mật hoa nhãn với chôm chôm thôi ha. Nó thì hút tất cả như là bông, ví dụ cũng có bông dừa, bông cam này kia rồi thêm nữa em. Ở đây là mình có bao nhiêu tổ ong vậy anh? Hiện tại đây anh khoảng 20 mấy ổ. Bỏ thì trung bình một tháng lấy tầm khoảng 3 đến 4 lít đó. Mình nhận biết như thế nào để mà mình biết là cái tổ này nó tới kỳ thu hoạch anh nhỉ? Mật nó nhiều với lại nó đã bít nắp như thế này hết rồi nè. Khách thưởng thức sáp ong với mật ong á anh, là nó có khác nhau gì không anh hả? Cũng không có khác gì hết trơn, hương vị nó cũng vậy thôi. Nhưng mà có một số người thì người ta thích nhai cái sáp á, nó dễ dẻo. Dạ. Vậy đây hỏi em vô em phải thưởng thức thử mới được. Cái này là mình lấy hết luôn ha anh Minh? Đúng rồi, mình lấy mình chừa nó lại 2 kèo. Thì để cho tối nó có mật nó ăn á, để nó nuôi ấu trùng nữa. Dạ. Một cái máy là mình chứa được bao nhiêu kèo vậy? 8 kèo. Vậy là cái máy này là mình quay càng mạnh là nó mật nó ra càng nhiều càng nhanh hay sao anh? Đúng rồi, mình phải quay mạnh thì cái mật nó mới văng ra hết được. Dạ, những cái mật của các loại hoa khác nhau nó có làm cái chất lượng mật này nó khác không anh? Có khác, ví dụ như nhãn mà nhiều mật độ nhãn không, dạ. không có bông nhân chơm á, thì mật nó ngọt mà nó thơm cái mùi nhãn. Dạ. Còn ví dụ như mà nó có cái bông chôm chôm vô nữa, dạ. thì cái mình vẫn nghe cái mùi nhãn nhưng mà nó sẽ có cái vị chua dạ. của hoa chôm chôm. Nè hai đứa, mà hai hỏi nè, lần đầu tiên được cầm cái kèo ong như thế này hai đứa thấy sao? Dạ em thấy rất là mới mẻ, rất là thích. Tại vì trước giờ thì em chỉ nghe cô nói với lại xem trên tivi thôi chứ chưa bao giờ được tự tay làm như này. Khi đến đây, ngoài việc tận mắt chứng kiến quá trình nuôi và thu hoạch mật ong, còn có dịp thưởng thức những ly chanh xả mật ong, không chỉ giúp khách tham quan giải khát mà còn rất tốt cho sức khỏe trong những chuyến du lịch ngày hè.